Tiên vương phía trên, đệ nhất tiên quân, dạng kia tồn tại, chỉ là nhắc đến kỳ danh, đều bị hậu bối lòng sinh hướng về, hận không thể có thể cùng cùng sinh một cái đời đời, đi theo hai bên. Thu giáp trung niên, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhắc đến hàng cổ tiên quân danh tiếng, trong mắt đều là có nồng đậm ý sùng bái. Cái này không chỉ là bởi vì, hàng cổ tiên quân cũng là theo chư thiên vạn giới, từng bước một bước lên trời, thành tựu cuối cùng tiên quân tôn vị. Càng là bởi vì, hàng cổ tiên quân quê nhà cũng là thú giáp trung niên bây giờ chỗ thống ngự phương này hoang cổ đại giới. Mà càng là sùng bái hàng cổ tiên quân. Thú giáp trung niên, đối chưa từng gặp mặt cố trường thanh, thì càng không phục tôn kính. Dù sao, làm cho vạn giới hiển hóa, đại đạo chúc phúc, vậy liền mang ý nghĩa cố trường thanh thiên phú từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chính như hàng cổ tiên quân năm đó dẫn động dị tượng, mang ý nghĩa hắn thiên phú, vượt ra khỏi vị kia thân vẫn cường giả bí ẩn một dạng. Cố trường thanh hiện tại dẫn động dị tượng, cũng mang ý nghĩa cố trưởng thanh thiên phú so năm đó hàng cổ tiên quân còn kinh diễm hơn cái này khiến thú giáp trung niên làm sao có thể không khâm phục tôn kính chỉ tiếc ta hiện tại còn không thể tùy tiện rời đi thiên hoang giới một khi rời đi không chỉ chư thiên đại đạo sẽ dẫn động lôi kiếp tiên giới đám kia bọn chuột nhát côn trùng cũng sẽ nghĩ biện pháp ám toán tại ta không phải vậy thật nghĩ đi tìm kiếm một chút vị này không biết tên đạo huynh tung tích cùng hắn gặp gỡ luận đạo một phen mới tốt ngay tại thú giáp trung niên trầm ngâm lúc cùng một thời gian tại xa xôi hỗn độn tinh hải bên trong một tòa khác so với hoang cổ đại giới không thua bao nhiêu cuồn cuộn thế giới ngự long đại giới bên trong một phương trùng điệp thần cung bên trong một tên thân mang ngọc long bảo một đôi đùi ngọc trắng nõn thon dài phong tư tuyệt đại đầu đội vương miện cao quý nữ đế chính cao cư long ghế dựa đồng dạng nhìn về phía tinh không trong mắt đều là có nồng đậm kinh diễm chỉ ý ngay tại ngự long nữ đế rung động tại cố trường thanh dẫn động dị tượng thời điểm thần cung dưới thềm lại có một đạo truyền tống vòng xoáy đột nhiên dâng lên một cỗ áp lực mênh mông tự trong đó gào thét mà ra trực tiếp đem trong thần cung ngự long nữ đế dưới trướng rất nhiều trọng thần áp thở không nổi phải biết những thứ này ngự long thần triều trọng thần mỗi một cái đều là ngự long đại giới vạn ức sinh linh bên trong đi ra vô thượng tồn tại tu vi đều là đạt đến chuẩn tiên cảnh giới nhưng tại cỗ uy áp này trước mặt bọn hắn lại yếu đuối như hài đồng căn bản để không nổi mảy may lòng phản kháng Người tới cảnh giới đã là miêu tả sinh động. Thiên tiên cảnh tồn tại. Trong thần cung, một đám ngự long thần triều chuẩn tiên đều biến sắc. Thiên tiên tu vi tồn tại chỉ có thể đến từ một chỗ, đó chính là chư thiên phía trên tiên giới. Quả nhiên, một giây sau, một đạo vô cùng kiệt ngao thanh âm chính là từ cái này vòng xoáy bên trong truyền ra. Ngự long nữ đế ở đâu? Thượng giới Pháp chỉ ở đây, còn không mau mau, đến đây quỷ nghênh. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, một tên tiên phong đạo cốt nhưng trong thần thái tràn đầy đối hạ giới khinh miệt thiên tiên nam tử chính là từ cái này vòng xoáy bên trong đi ra nghe được lời của hắn thần cung bên trong rất nhiều ngự long thần triều trọng thần đều là lộ ra tức giận nhưng bọn hắn tu vi tại thiên tiên cảnh tồn tại trước mặt còn kém quá nhiều dù là tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì phẫn nộ của bọn hắn ngược lại để tên kia tiên giới buông xuống thiên tiên càng cuồng ngạo lên Hà hốc mồm cái kia thiên tiên còn muốn trào phúng vài câu nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng trong nhảy mắt Hừ. Ngự Long Nữ Đế lạnh hừ một tiếng. Một cỗ uy áp như trọng chùy, chính là ầm vang nện xuống tại cái kia tên thiên tiên ở ngực, đem tên kia thiên tiên đập một cái lảo đảo. Thân hình đều là ngược lại lùi lại mấy bước, nguyên bản của ngạo đều là bị hoảng hốt thay thế. Ngươi thực lực của ngươi sao sẽ như thế cường hãn? Ta thực lực không có quan hệ gì với ngươi, nơi đây chính là chấm hành trình tại. Dù cho ngươi là thiên tiên, gặp chấm cũng làm quỳ xuống hành lễ. Cho chấm, quỳ xuống đi băng lãnh thanh âm rơi xuống trong nháy mắt liền đem tên kia thiên tiên áp xương đùi uốn cong đúng là thật muốn bị áp tại chỗ quỳ xuống nhưng đúng lúc này cái kia thiên tiên thể nội lại đột nhiên xông ra một vệt thần quang diễn hóa xuất một phương pháp chỉ bộ dáng một cỗ thần dị vô biên so với thiên tiên còn huyền diệu hơn ngàn vạn lần không ngừng linh vận ba động tỏ khắp đem tên kia thiên tiên bảo hộ ở sau lưng tiên tôn pháp chỉ ngự long nữ đế mi đầu nhất thời cau chặt mà tên kia thiên tiên cảm ứng được pháp chỉ linh vận, nhất thời cũng tới sức mạnh, đang muốn một lần nữa tinh thần phấn chấn. Nhưng Ngự Long Nữ Đế một cái băng lãnh ánh mắt, liền đem hắn cho hù sợ. Ngự Long Nữ Đế thực lực đã vượt qua hắn mong muốn. Hạ giới sinh linh, tuy nói hơn phân nửa đều bị tiên giới cường giả để ở trong mắt. Có thể cũng nên cái kia số rất ít tồn tại, một khi trưởng thành thủ đoạn át chủ bài, liền xem như tiên giới cự đầu, đều sẽ có khó lòng phòng bị cảm giác. Hắn có thể không dám hứa chắc, cái này pháp chỉ thì thật có thể che chở mình rốt cuộc. Hắn tu luyện đến thiên tiên cảnh, hao phí tuế nguyệt đâu chỉ trăm vạn năm, há có thể tùy tiện hao tổn ở đây. Là lấy, cái này thiên tiên sứ người đến cùng không dám phách lối nữa, thành thành thật thật đem pháp chỉ nội dung, tuyên đọc đi ra. Ngự long nữ đế, ngươi chớ có xúc động, đạo pháp chỉ này, đối ngươi, là phúc không phải họa. Nói, cái kia thiên tiên trực tiếp thôi động linh lực, đem cái kia pháp chỉ triệt để tế ra. Ta thái sơ tiên môn, trưởng giáo tiên tôn, nhìn chúng thiên phú của ngươi, lúc này mới ban thưởng đạo pháp chỉ này, chiêu ngươi nhập tiên giới, vì ta thái sơ tiên môn thánh nữ. Đối đãi ngươi thành tựu thiên tiên quả vị về sau, liền có thể cùng ta thái sơ tiên môn thánh tử, thái sơ tiên tôn lớn nhất yêu quý tiểu nhi tử, kết làm đạo lữ. Tuy nhiên đã bị ngự long nữ đế chấn một chút, nhưng đọc lấy pháp chỉ phía trên nội dung, mở miệng một tiếng trưởng giáo tiên tôn danh hào. Cái này thiên tiên xứ người, lòng tin dũng khí đến cùng một chút xíu khôi phục lại, nói xong lời cuối cùng, càng là mặt mày hớn hở, dùng một loại gần như ân thưởng ngữ khí nói ra. Đến lúc đó, ngươi chính là tiên tôn con dâu, tiên tôn con nối dõi hậu phi. Hai người phía dưới, ức vạn tiên nhân phía trên. Liền xem như kim tiên, chân tiên, nhìn thấy ngươi, đều muốn cung kính, thần phục. Lớn như vậy ban ơn, ngươi nếu là bởi vì nhất thời xúc động bỏ lỡ, tất nhiên sẽ vô cùng hối hận cả đời. Hiện tại nhanh chóng hướng pháp chỉ dập đầu tạ ơn, theo ta về tiên giới, có thể còn kịp nhìn lấy cái kia thiên tiên sứ giả thần khí bộ dáng ngựa long trong thần cung một đám chuẩn tiên đều là nghiến răng nghiến lợi nhưng tâm tư lại vô cùng phức tạp bởi vì thiên tiên sứ người nói lời tuy nhiên khó nghe nhưng đối với hạ giới rất nhiều cường giả tới nói nhưng cũng đủ được xưng tụng là tốt đường ra tại đi qua vô tận tuế nguyệt bên trong phi thăng thượng giới cường giả cũng không ít nhưng bọn hắn rất nhiều tu vi chỉ là chuẩn tiên cảnh đến thượng giới chỉ có thể theo một cái tiểu tốt lâu la là làm lên có chút tuyệt đại nữ tiên, đến thượng giới, thậm chí sẽ biến thành tiên giới lão bài cường giả đồ chơi, tuyệt đại thiên kiêu, thì trầm luân thành chiến nổ. Loại tình huống này, ở quá khứ thế nhưng không tính hiếm thấy. So sánh với nhau, thái sơ thánh nữ, tiên tôn con dâu, cũng là không tính quá kém. Ngay tại ngự long thần chiều một đám chuẩn tiên xoắn suýt không định giờ. Ngự long nữ đế, lại lên tiếng. Muốn chẫm, đi làm thái sơ thánh tử hậu phi. Hắn tính toán tu vi gì, cũng dám để chấm đi làm hắn hậu phi. Ngự Long nữ đế ngữ khí băng lãnh, ánh mắt dường như ngậm lấy lưỡi dao. Nói xong lời cuối cùng, cái kia cỗ cuồn cuộn long uy, áp cái kia tiên giới sứ giả, đều là cơ hồ không ngóc đầu lên được. Đáng chết. Ngự Long nữ đế, ngươi đừng làm loạn, ta lại nói cho ngươi. Để ngươi làm thái sơ thánh nữ, ta thái sơ thánh tử hậu phi, đó là ngươi vô cùng lớn phúc duyên. Ta ra thánh tử, hiện tại tuy nhiên bất quá vực chủ cảnh, nhưng lưng tựa tiên tôn, chính là tiên giới đản sinh vô thượng thiên kiêu. Tiềm lực của hắn, tương lai của hắn, căn bản không phải các ngươi những thứ này hạ giới sinh linh có khả năng tưởng tượng. Cũng chính là ngươi ngự long nữ đế mới có tư cách cùng ta ra thánh tử bằng được. Thiên tiên sứ người tốc độ nói cực nhanh, liên thanh thét dài. Nhưng nghe đến lời của hắn, ngự long nữ đế lại là khẽ giật mình, chợt tuyệt sắc trên khuôn mặt đều là nhấc lên một vệt cổ quái ý cười. Không là chúng ta hạ giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Thú vị, thật sự là thú vị nhìn lấy ngự long nữ đế nụ cười cái kia thiên tiên sứ giả đều là khẽ giật mình bản năng cảm nhận được một chút bất an ngươi ngươi đang cười cái gì ta đang cười cái gì vậy dĩ nhiên là đang cười ngươi còn có ngươi sau lưng cái kia thái sơ tiên môn cái gọi là tiên giới cự đầu ếch ngồi đáy giếng nói ngự long nữ đế trực tiếp đưa tay ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm rơi nhất thời tại cái kia hỗn độn tinh hải bên trong sở hữu đại thế giới chi chủ cảm ứng được hình ảnh, chính là thu vào đến thần cung bên trong, tất cả mọi người tầm mắt. Cuồn cuộn thần lực quang trụ rủ xuống, chư thiên vạn giới hiển thánh chúc phúc dị tượng, chiếu nhập cái kia tiên giới sứ giả đôi mắt, trong nháy mắt, để vị này tiên giới sứ giả đại não, đều là đình chỉ suy nghĩ. Không, không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt xuất thế? Tiên giới sứ giả cả người, hiện tại triệt để choáng váng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy ngự long nữ đế điểm hóa đi ra một phương này dị tượng, thanh âm đều đang run rẩy. Làm vì thiên tiên cảnh tồn tại, xuất thân tiên tôn đạo thống sứ giả. Hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng nhãn giới kiến thức cũng tuyệt đối không kém. Chỉ liếc một chút, liền nhận ra ngự long nữ đế điểm hóa đi ra phương này dị tượng đại biểu ý nghĩa. Vạn giới hiển thánh, đại đạo chúc phúc. Đây là lại một cái đem chư thiên vạn giới thiên kiêu đỉnh điểm đổi mới nhân vật xuất thế mới có thể xuất hiện dị tượng. Cái gì thái sơ thánh tử, cái gì tiên giới thiên kiêu. Tại cái này dị tượng khởi điểm trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, giống như con kiến hôi, không có ý nghĩa. Thậm chí, liền xem như thái sơ tiên tôn, nếu chỉ luận thiên phú, tại nhân vật như vậy trước mặt, đều là cho bụi, đất cát, một đám ô hợp, khất cái không bằng. Đáng chết, nhất định phải nhanh về tiên giới, thông bẩm tin tức này mới được. Thiên tiên xứ người, tâm loạn như mà. Không còn mảy may, lưu lại điều động ngự long nữ đế tâm tư, xám xịt chính là rời đi thần cung. Nhìn lấy cái kia thiên tiên sứ giả vội vàng rời đi. Đồng dạng bị cái kia dị tượng rung động đến ngự long thần chiều một đám chuẩn tiên, nhưng cũng cũng nhịn không được xúm lại tới. Nhìn lấy ngự long nữ đế điểm hóa ra dị tượng, đều là rung động tới cực điểm. Nhưng cũng có chuẩn tiên, phản ứng mau lẹ, không khỏi có chút bận tâm. Tiên giới nếu là biết được tin tức này, sợ là sẽ không bỏ qua ta hạ giới vị này tồn tại đi. Sẽ có hay không có cự đầu cấp nhân vật, đối với hắn xuất thủ, ám hại tuy nhiên không rõ ràng cố trưởng thanh tình huống không biết cố trưởng thanh phương vị nhưng chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận cường giả giờ phút này đã bản năng đem cố trưởng thanh coi là chư thiên vạn giới một vị cờ xí cấp nhân vật vô ý thức liền sẽ vì đó lo lắng suy nghĩ nhưng ngự long nữ đế nghe vậy lại là mỉm cười không cần lo lắng bực này dị tượng tự có che đậy thiên cơ hiệu quả chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là cảm nhận được vị kia tồn tại xuất thế chư thiên lại ra đời một vị tối cường thiên kiêu mà thôi về phần hắn người ở phương nào đừng nói chúng ta cũng là trong tiên giới người đều thôi toán không ra đến trừ phi hắn chủ động bại lộ chính mình không phải vậy coi như vị kia tồn tại chân thân xuất hiện tại tiên giới cự đầu trước mặt cái kia tiên giới cự đầu cũng thôi diễn không ra hắn từng dẫn động qua như thế dị tượng tiên giới những cái kia thế lực có thể làm đơn giản là làm nhiều chút chuẩn bị nhiều cảnh cáo ước thúc môn hạ đệ tử tương lai hành sự muốn càng cẩn thận không phải vậy đần độn u mê bị vị kia thần bí tồn tại chém cũng không biết là người nào xuất thủ. Đối với hạ giới, ngược lại là chuyện tốt có thể để tiên giới can thiệp, nô dịch chư thiên vạn giới tác phong, thu nhiều liễm mấy phần. Ta ngự long đại giới, cũng có thể bởi vậy được lợi, tối thiểu có đoạn thời gian, sẽ không lại bị cái kia thái sơ tiên môn hàng ngũ đăng môn phiền nhiễu. Ngự long nữ đế nói, một đôi mắt đẹp bên trong, nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Chỉ tiếc, không thể tìm được vị đạo huynh kia hạ lạc, không thể chính miệng, hướng kỳ đạo tạ một phen. Một ngày này, như vạn linh tháp chủ, ngự long nữ đế dự đoán như vậy. Chư thiên vạn giới đều là bởi vì cố trường thanh dẫn động vạn giới hiển thánh dị tượng mà rung động. Cũng không ít đại thế giới chi chủ như ngự long nữ đế đồng dạng. Bởi vì hạ giới đã đản sinh ra dạng này vô thượng tồn tại, cũng phải lấy để tiên giới ý đồ hàng phục cước bộ của bọn hắn, cũng vì đó tạm hoãn. Bất quá, đối với những chuyện này, vạn đạo thiên cung bên trong cố trường thanh cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này ánh mắt đều là hội tụ đến vạn đạo thiên cung trên không, phía kia cuồn cuộn quang trụ phía trên. Trong mắt đều là có vô biên chờ mong. Cái kia cuồn cuộn dị tượng, đại đạo tán thành, đối cố trưởng thanh tới nói, đều chẳng qua là dệt hoa trên gấm tồn tại. Hắn tránh thức để ý, vẫn là phương này dị tượng quang trụ bên trong tâm, ẩn chứa phía kia bảo vật. Đó là chư thiên vạn giới, đại đạo khởi nguyên, đối cố trưởng thanh khen thưởng. Chúc phúc. Trên thực tế, không ngừng cố trưởng thanh. Thì liên ngữ long nữ đế, Hoang cổ chi chủ những người này đều là vô cùng để ý từ đầu đến cuối đều tại phân ra một bộ phận thần thức chú ý phương này dị tượng ngay tại cái này vạn giới chú mục phía dưới ông nương theo lấy một tiếng dung chi âm vang lên tại cái kia vạn đạo thiên cung trên không cái kia cuồn cuộn thần quang trung tâm một điểm kim mang lặng yên nở rộ đem cái kia quang trụ đều xua tan ra hiện ra kim mang nội dung thu vào đến chư thiên vạn giới sở hữu cường giả bao quát cố trưởng thanh tầm mắt. Cái đó là một đóa hoa bao. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một đóa thần dị nụ hoa. Đóa hoa này bao, hiện lên trắng noãn màu sắc, nụ hoa mấp máy, nhánh hoa như ngọc, bên trong thông thẳng tắp. Nhưng nhìn qua, thì cùng một chùm ven đường thường gặp hoa dại, không có gì khác nhau. Một đóa còn chưa mở ra nụ hoa, cái này tính toán ban thưởng gì. Tất cả mọi người giật mình. Thì liền cố trường thanh, đều hơi hơi khiêu mì. Nhưng chợt, hắn giống là nghĩ đến cái gì, tại thương ngô tiên vương truyền thừa ký ức bên trong tìm được đóa hoa này bao ghi chép một đôi mắt bên trong đều là có vô biên kinh hỉ hiện lên đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đại đạo chi hoa chư thiên vạn giới các đại thế giới chi chủ cũng đều lờ mờ nghĩ đến cái kia phần nghe đồn nguyên một đám nhìn về phía này đóa hoa bao ánh mắt đều là nóng rực tới cực điểm mà cố trường thanh càng là hít sâu một hơi lúc này mới thả người tiến lên một cái tay điểm rơi xuống bó hoa kia bao phía trên tại đầu ngón tay hắn rơi xuống trong nháy mắt. Trong thức hải của hắn, liền là có minh mông đại đạo thần quang, tràn vào trong đó, để cố trường thanh trong nháy mắt liền xác nhận chính mình suy đoán. Cái này một đóa nhìn như bình thường nụ hoa, chính là truyền thừa ký ức bên trong, thì liền thương ngô tiên vương đều động tâm kỳ chân. Chư thiên vạn giới bên trong, có thể xưng thần bí nhất ngộ đạo bảo vật. Hoa nở một cái chớp mắt, thế trên vạn năm đại đạo chi hoa. Truyền thuyết bên trong, đại đạo chi hoa, sẽ chỉ lấy nụ hoa bộ dáng hiện thế. Nhưng nếu là tu sĩ lấy linh lực tưới nước, liền sẽ để hoa này triệt để nở rộ. Mà đang tỏa ra về sau, cái này một đóa đại đạo chi hoa, liền triển khai một phương thần dị lĩnh vực, đem tới nước hoa này tu sĩ đưa vào trong đó. Phương này lĩnh vực, đem về trường tồn 3.6 vạn năm lâu. Tiến vào bên trong tu sĩ, ở bên trong tuy nhiên không thể tăng tiến linh lực, sách cao tu vi, nhưng lại có thể ngộ đạo. Thôi diễn công pháp, tu luyện thần thông, đều có thể làm đến ở nơi này, ngộ đạo 3.6 vạn năm. Mà ngoại giới, chỉ sẽ đi qua trong nháy mắt. Mà cái này, đối cố trường thanh tới nói, tuyệt đối là vô thượng khen thưởng, giúp đỡ đúng lúc đồng dạng khen thưởng. Có cái này một đóa đại đạo chi hoa, để cho ta ngộ đạo 3.6 vạn năm. Đủ để cho ta, đem nguyên thủy thiên công thiên thứ hai, đều cho thôi diễn đi ra. Nguyên thủy thiên công chính là cố trường thanh bây giờ lập thân gốc rễ, hạch tâm công pháp, vô thượng truyền thừa cho dù đặt ở 10 vạn 8 ngàn hỗn độn đạo thư bên trong, quyển này công pháp đều đủ để xếp tới khá cao vị. Nhưng quyển này công pháp cũng không hoàn thiện, lại như muốn hoàn thiện, cần thời gian, công pháp, đạo quyết, đều là vô cùng mênh mông con số. Nhưng nếu là có 3.6 vạn năm lâu thời gian, lấy cố trưởng thanh vô thượng thiên phú. Tuy nhiên xa không đủ đem nguyên thủy thiên công thôi diễn đến viên mãn cấp độ, nhưng thôi diễn ra nguyên thủy thiên công thiên thứ hai tu luyện chi pháp, lại là dư sải. Mà một khi thôi diễn đi ra, Cố Trường Thanh chỗ có thần thông bảo thuật, tu luyện hiệu suất, tại nguyên thủy thiên công gia trì dưới, đều có thể lại lần nữa tăng vọt, tăng vọt. Đến lúc đó, Cố Trường Thanh dù là tu vi không có đột phá, hắn chiến lực cũng có thể nhảy vào đến một cái toàn tầng thứ mới. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh đều là hô hấp gia tốc, nhẹ nhàng tiến lên, đem cái kia đóa đại đạo chi hoa cầm trong tay. Nhưng tại bắt được đóa này đại đạo chi hoa về sau, Cố Trường Thanh cũng không có nóng lòng tưới nước linh lực, đem nở rộ mà chính là trong lòng hơi động, muốn nếm thử đem đóa này đại đạo chi hoa đưa vào đến vạn đạo thiên cung bên trong, muốn thử một chút, phải chăng có thể dùng vạn đạo thiên cung tăng phúc làm cái tiểu tệ đem đại đạo chi hoa nở rộ lĩnh vực lại kéo dài gấp trăm lần? Bất quá, cố Trường Thanh vừa mới có ý nghĩ này, còn không có lấy hành động. Vạn đạo thiên cung chính là một trận run dày, phảng phất muốn giải thể đồng dạng. Vạn đạo thiên cung loại này cấp bậc binh khí, sớm đã có chính mình linh tính. cố Trường Thanh tâm niệm nhất động nó liền cảm giác được không đúng, trực tiếp dùng hành động thực tế, hướng cố trưởng thanh đã chứng minh, hắn ý nghĩ này không làm được. đại đạo chi hoa dạng này chư thiên kỳ chân, đừng nói dùng vạn đạo thiên cung tăng phúc, cũng là để vào vạn đạo thiên cung bên trong, tích chứa trong đó bành trướng đạo ẩn, đều đã đủ để đem vạn đạo thiên cung cho chống đến giải thể, nổ tung. tốt a à, tốt a, à, ngươi ngược lại cũng không cần như thế sợ hãi, cảm thụ được vạn đạo thiên cung e ngại cùng bối rối, e sợ cho chính mình nhất thời xúc động thật mang theo đại đạo chi hoa đi vào. Cố Trường Thanh cũng không khỏi nhịn không được cười lên, xua tay cho biết chính mình sẽ không còn có cái kia ý nghĩ. Trấn an hết phương này thiên cung. Cố Trường Thanh ánh mắt mới là chuyển rơi xuống trước mặt đại đạo chi hoa phía trên. Tuy nhiên không thể dùng vạn đạo thiên cung gia trì, nhưng đại đạo chi hoa bản thân 3.6 vạn năm tuế nguyệt cũng đã không ít. Vậy liền để ta xem một chút, đại đạo chi hoa công hiệu đi." Nhẹ giọng nỉ non ở giữa, Cố Trường Thanh chính là không chút do dự, đầu ngón tay một đạo linh quang điểm rơi. Thể nội linh lực chính là ở tại thôi động dưới, tụ hợp vào đến cái kia đóa đại đạo chi hoa bên trong, nhất thời oanh. Một cỗ cuồn cuộn đại đạo thần vận, chính là tràn vào đến cố trường thanh trong đầu, để cố trường thanh thân hình, đều là bỗng nhiên ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy, suy nghĩ của mình, thoát ly thân thể, tiến vào một phương kỳ dị thế giới. Ở chỗ này, hắn không thể tu luyện, không thể vận chuyển công pháp. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều không thể đi làm có thể làm chỉ có một kiện sự tình, đó chính là suy nghĩ. Gần như vĩnh viễn không cuối suy nghĩ, thôi diễn. Mà tại dạng này thôi diễn bên trong, nguyên bản còn không có manh mối, không thành công dấu hiệu nguyên thủy thiên công hắn thiên thứ hai chương hình thức ban đầu, đều là bị cố trưởng thanh dần dần cấu tư đi ra. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, bản này chương nội dung cũng là dần dần hoàn thiện. Hoàn thiện. Thời gian 36,000 năm, như nước trôi qua. Rốt cục, làm cái này đại đạo lĩnh vực đến khâu cuối cùng thời điểm. Cố Trường Thanh trong đầu, Nguyên Thủy Thiên Công Thiên thứ hai chương nội dung cũng là rốt cục bị hắn triệt để viên mãn. Ông từ nơi sâu xa, hư không bên trong, phảng phất có một tiếng nói chuông chi âm vang lên. Nương theo lấy đạo này hồng trung đại lữ thanh âm. Cố Trường Thanh thân hình run lên, cái kia tư duy chính là lặng yên rơi về tới bên trong thân thể của hắn. Mà liền tại hắn tư duy trở về trong nháy mắt. 3.6 vạn năm thôi diễn viên mãn Nguyên Thủy Thiên Công Thiên thứ hai chương, cũng là cùng nhau dung nhập vào trong thức hải của hắn, cái kia khắc rõ nguyên thủy thiên công kim thư bên trong. Nguyên bản chỉ có một tờ nguyên thủy thiên công khẽ run lên, chính là lại có một trang sách vàng tại cố trưởng thanh thức hải bên trong sinh ra. Cùng lúc đó theo cái này nguyên thủy thiên công thiên thứ hai công pháp thôi diễn hoàn thành. Cố trưởng thanh trong đan điền, trong thức hải, linh lực, thần thức đều là tự mình bắt đầu vận chuyển. Dựa theo nguyên thủy thiên công thiên thứ hai công pháp, kéo theo lấy cố trưởng thanh lại lần nữa bắt đầu thuế biến, để cố trường thanh nhục thân, thần hồn, linh lực đều là biến đến càng trong suốt ngưng luyện. Toàn bộ quá trình bất quá trong chớp mắt liền hoàn thành. Tại người ngoài xem ra, Cố Trường Thanh chỉ là ngắn ngủi lang thần một cái chớp mắt, mà ngay trong nháy mắt này, cái kia một đóa đại đạo chi hoa xoáy mở xoáy diệt. Mà tại đại đạo chi hoa điêu linh nháy mắt, Cố Trường Thanh khí tức lại là liên tục tăng lên. Cảnh giới của hắn cũng không có tăng trưởng, nhưng toàn bộ Bắc Hoang Thần Châu cơ hồ toàn bộ sinh linh nơi này khác đều theo Cố Trường Thanh trên thân cảm nhận được bành trướng như biển sâu vực lớn uy áp. Mà cố trường thanh đến tận đây mới là hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cảm thụ được chính mình thể nội, viễn siêu trước kia thực lực, còn có cái kia tăng vọt tu luyện hiệu suất. Cố trường thanh trong mắt đều là có khó nén kinh hỉ. Không đề cập tới ta chiến lực tăng trưởng. Chỉ ta tu luyện hiệu suất tăng lên liền đã giúp ta giải quyết quá nhiều nan đề. Cố trường thanh nỉ non ở giữa. Thần thức chính là rơi xuống vạn đạo thiên cung bên trong lưu trữ lấy ngũ đại chuẩn tiên pháp tác đạo quả, tu vi đạo quả phía trên. Nguyên bản Cố Trường Thanh cảm thấy, 3 tháng không đủ để hắn luyện hóa ngũ đại chuẩn tiên đạo quả tu vi, không đủ để hắn thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng bây giờ Cố Trường Thanh lại là lòng tin 10 phần. Thời gian thấm thoát, đảo mắt, Cố Trường Thanh tiến vào Vạn Đạo Thiên Cung đã đi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Bắc Hoang Thần Châu các đại đạo thống đã liên hợp cùng một chỗ khua chuông gõ mỏ chú hoạch kiến lập lấy cố trường thanh phân phó xuyên giới đại trận tuy nhiên đại trận này kiến tạo cũng cần tiêu hao không ít tài nguyên rất nhiều tài phú đối với các đại đạo thống tới nói lấy ra cũng sẽ có chút thịt đau nhưng vô luận là vốn là thuộc về cố trường thanh dưới trướng chiến thần học viện chờ đạo thống vẫn là trước sớm vẫn chưa dấn thân vào cố trường thanh dưới trướng những cái kia trung lập đạo thống đối cố trường thanh mệnh lệnh lại là không có mảy may do dự chấp hành lực cao đến để vạn linh tháp chủ đều cảm thấy thật không thể tin. Nhưng nghĩ tới ba tháng trước, cái kia chấn động vạn giới cuồn cuộn dị tượng. Vạn linh tháp chủ đều cảm giác đến đương nhiên. Mà liền tại bắc hoang các đại đạo thống, khu chuông gõ mỏ kiến tạo xuyên giới đại trận thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, thần châu đám mây lại là có vô biên lôi vân, tụ đến. Cuồn cuộn lôi vân, vô cùng vô tận. Lấy thần võ thành làm trung tâm, lại là trực tiếp bao trùm ức vạn dặm chi địa. Cả tòa đệ tam thiên quan, Ước vạn dặm cương vực cơ hồ bị cái này lôi kiếp chi vân hoàn toàn bao trùm. Vạn linh tháp chủ chờ vô số thần châu tu sĩ chỉ cần ngẩng đầu dù là tu vi thấp hèn đến đâu cũng có thể nhìn đến đệ tam thiên quan phương hướng cái kia cẩn trọng đến phẳng phất màu đen đồi núi một dạng sắp rơi xuống phía dưới lôi vân. Đây là thiên kiếp nhìn lấy cái kia không ngừng tụ đến uy thế ngập trời thậm chí vẫn còn tiếp tục mở rộng rất nhiều đem chọn cái bắc hoang thần châu đều bao phủ đi vào khủng bố lôi vân đừng nói bắc hoang thần châu cái khác tu sĩ cũng là mạnh như vạn linh tháp chủ thanh âm đều là không tự giác có chút tẩu điều phải biết liền xem như hắn lúc trước độ chúa tể lôi kiếp thời điểm đều không đủ trước mắt trận này lôi kiếp phạm vi một phần một triệu thì tại thế nhân rung động thời điểm soát vạn đạo thiên cung bên trong một đạo thân ảnh gió lốc mà lên thẳng vào cửu thiên không phải cố trường thanh còn có thể là ai mà theo cố trường thanh xuất hiện răng rắc cái kia bao phủ cả tòa thiên quan chiến trường trừng ức vạn dặm minh mông lôi vân liền là có từng đạo từng đạo lôi âm nổ vang để cả tòa bắc hoang thần châu vô số sinh linh đều là có thể vững tin cái này gần như mộng cảnh giống như khủng bố lôi vân chính là tu sĩ phá cảnh muốn độ lôi kiếp một trận trước đó chưa từng có xưa nay chưa từng có vẻn vẹn lôi vân phạm vi thì bao phủ ức vạn dặm cương thổ khủng bố lôi kiếp răng rắc răng rắc răng rắc thì tại thế nhân rung động đến gần như thất thanh thời điểm trong lôi vân từng đạo từng đạo lôi đình đã hướng về cố trường thanh bổ chém xuống trận này lôi kiếp là cố trường thanh bước vào vực chủ cảnh lúc dẫn động ba tháng tu luyện ngũ đại chuẩn tiên pháp tác đạo quả tu vi đạo quả như cố trường thanh đoán trước như vậy đã bị hắn triệt để nút trưởng luyện hóa trở thành hắn chính mình thực lực một bộ phận mà tại cái kia cuồn cuộn tích lũy ra trì dưới cố trường thanh cũng là nước chảy thành sông bước vào đến vực chủ trì cảnh chỉ bất quá thì liên cố trường thanh chính mình cũng không nghĩ tới chính mình thành tựu vực chủ muốn chống lại lôi kiếp phạm vi uy thế vậy mà lại khủng bố như thế theo cố trường thanh hiện thân ước vạn dạm cương vực đều bị lôi quang bao phủ rất nhiều thiên quan chiến trường phía trên chấn thủ thiên quan chặn đánh hỗn độn thú tu sĩ đều là đến không kịp trốn tránh thiên quan chiến trường phía trên các tòa thành trì bên trong sinh linh cư dân cũng đều một mảnh hỗn loạn bởi vì bọn hắn cũng bị cái kia lôi kiếp bao phủ tiến đến tuy nhiên thiên kiếp có mục tiêu nhưng loại này quy mô thiên kiếp đã vượt ra khỏi thế nhân sức tưởng tượng cực hạn tuy nhiên lôi kiếp đều nhắm ngay cố trường thanh như những thứ này lôi kiếp mỗi một đạo đừng nói lao giết vực chủ cũng là chuẩn tiên tới đều sẽ bị chấn sát đồ diệt tuy nhiên mục tiêu không phải thiên quan chiến trường phía trên sinh linh tu sĩ có thể cái kia dư âm những nơi đi qua liền đã đủ để mặt sát không biết bao nhiêu thần châu sinh linh cái này làm sao bây giờ nhanh khởi động đại trận khởi động đại trận à. Liền xem như đại trận, sợ cũng ngăn không được cái kia lôi kiếp. Mắt thấy cái kia lôi quang dư âm, gào thét mà đến. Thiên quan chiến trường phía trên, vô số tu sĩ sinh linh, đều là cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, cố trường thanh thanh âm, lặng yên vang lên. Hắn đứng thẳng cửu thiên, trực diện lôi vân, giống như thần đế, tại thời khắc này gào to lên tiếng, công pháp thôi động. Nguyên thủy thôn thiên, chuyển kiếp hóa linh, nguyên thủy thôn thiên quyết, cho ta ra nương theo lấy cố trưởng thanh thét dài hắn thể nội một cỗ cuồn cuộn vô biên thôn phệ thu nạp chi lực chính là bạo dũng mà ra vậy đối với người độ kiếp tới nói như là độc dược như là xà hạt tránh chi đâu duy sợ không kịp lôi kiếp tại thời khắc này lại bị cố trưởng thanh xem như không phía trên bảo dược đồng dạng tại nguyên thủy thôn thiên quyết thôi động dưới ức vạn lôi kiếp đều bị cố trưởng thanh lôi kéo dẫn dắt sinh sinh thu nạp đến trong cơ thể của mình thì liền bọn chúng dư âm đều không có bị cố trưởng thanh buông tha Cố Trường Thanh thân thể, liền như là một phương hắc động, không, là như là một phương hoàn vũ. Một phương vô cùng vô tận hoàn vũ, tại thời khắc này triển khai cửa vào, vòng xoáy. Cái kia ức vạn dặm lôi kiếp, tại phương này hoàn vũ trước mặt, đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Sở hữu lôi kiếp, sở hữu quang huy, không có mảy may rơi đến đại địa phía trên. Thường thường vừa mới xông ra lôi vân, liền bị Cố Trường Thanh hấp thu luyện hóa. Vô luận là màu vàng kim lôi kiếp, màu tím lôi kiếp, hay là càng cao cấp hơn tử kim lôi kiếp tiên thiên lôi kiếp hỗn độn kiếp lôi tất cả lôi kiếp tất cả kiếp nạn đều bị cố trường thanh biến thành chất dinh dưỡng đến sau cùng thì liên cái kia ức vạn dặm lôi vân đều không có bị cố trường thanh buông tha bị hắn đều nuốt trưởng luyện hóa thu nạp nhập thể thẳng đến sau cùng một tia lôi vân tiêu tán tại thiên địa ở giữa cố trường thanh mới là chậm rãi mở mắt ra trong mắt đều là có tinh mang như điện trận này lôi kiếp vẫn còn được cho không tệ. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, tuy nhiên có ngũ đại chuẩn tiên tu vi đạo quả gia trì. Vừa mới phá cảnh, liền trực tiếp trùng kích đến vực chủ cảnh viên mãn. Nhưng ở bước vào này cấp độ về sau, ngũ đại chuẩn tiên tu vi đạo quả, thái cổ minh gần 20 vạn ức tiên tinh tài phú, cũng đều triệt để hao hết. Hắn còn thiếu khuyết một số tài nguyên củng cố phần này cảnh giới. Mà trận này lôi kiếp, ngược lại vừa vặn cho hắn bổ túc phần này lỗ hổng. Mà cùng hắn cảnh giới cùng nhau tăng lên là hắn lĩnh vực tích lũy. Nguyên bản tại phá vỡ mà vào vực chủ cảnh trước, Cố Trường Thanh đã tu ra 199 trọng lĩnh vực. Mà bây giờ, theo cảnh giới đột phá, hắn lại lĩnh ngộ hơn 10 trọng lĩnh vực. Tăng thêm tại Vạn Đạo Thiên Cung bế quan lúc, hắn đem ngũ đại chuẩn tiên còn lại hai thành pháp tắc đạo quả cũng cho triệt để hấp thu, dung hợp. Đến bây giờ, Cố Trường Thanh không nhiều không ít đã tu ra dòng dã 300 trọng đại đạo lĩnh vực. Đồng thời, cái này 300 trọng đại đạo lĩnh vực, mỗi một đầu cũng có thể lấy một trọi mười. 300 trọng đại đạo lĩnh vực ẩn chứa đại đạo uy thế, không cần nói chuẩn tiên tam trọng thiên. Cũng là thiên tiên tam trọng thiên, lĩnh ngộ gia tam thập trọng hỗn độn phù văn, 3.000 đầu đại đạo chân ý tồn tại. Đơn thuần so đấu đại đạo tạo nghệ đều sẽ bị cố trường thanh nhẹ nhõm nghiền ép, chấn sát. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở đại đạo tạo nghệ. Chân chính thiên tiên, trừ ra đại đạo lĩnh ngộ bên ngoài, cả người tiên đạo linh lực cũng là vô cùng hùng hậu. Nếu thật là tính cả tổng hợp chiến lực, Cố Trường Thanh trước mắt còn không đủ khả năng. Đương nhiên, nếu là tế ra nguyên thủy sát trận, vậy liền coi là chuyện khác. Mà lại, coi như không tế ra nguyên thủy sát trận, Cố Trường Thanh lúc này chiến lực so với bế quan trước cũng vẫn như cũ tăng vọt gấp mấy vạn. Nguyên bản Cố Trường Thanh, thực lực bất quá sánh vai chuẩn tiên tứ trọng. Mà bây giờ, cho dù là chuẩn tiên thất trọng viên mãn nhân vật, cũng vẫn như cũ gánh không được Cố Trường Thanh một kích. Bất quá phần này thực lực còn không phải cố trường thanh tại vực chủ cảnh, có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần quân lương đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể tại vực chủ cảnh, liên lĩnh ngộ giang hàn trọng đại đạo lĩnh vực. Đến lúc đó tấn thăng giới chủ lúc, hắn diễn hóa xuất tiểu thế giới, còn có thể lại đến đến một vòng ba nghìn đại đạo chúc phúc, để hắn chỗ cấu trúc đi ra tiểu thế giới, uy thế kinh khủng hơn. Mà lại, cái này mục tiêu, đối cố trường thanh tới nói, cũng không tính quá khoa trương. Dù sao, ngăn trọng đại đạo lĩnh vực cần thiết tài nguyên mặc dù nhiều nhưng hai đại thần châu ngũ đại tiên môn chuẩn tiên số lượng đồng dạng cũng rất nhiều ngũ đại tiên môn tính cả những cái kia nội tình cấp thái thượng trưởng lão nhóm nhiều vô số cùng nhau chuẩn tiên vượt qua 30 vị 30 vị chuẩn tiên không đề cập tới tu vi đạo quả chỉ là pháp tác đạo quả gia trì thì đầy đủ để cố trường thanh hoàn thành cái này mục tiêu bất quá cố trường thanh cũng không vội tại tiến về hai đại thần châu tại trước khi lên đường hắn còn có một ít chuyện muốn làm đầu tiên là tiến về hỗn độn hải nghĩ cách cứu viện chiến thần học viện lão viện chủ còn có chân võ đạo tông tông chủ tiếp theo chính là thuận tay đem xâm lược bắc hoang thần châu hỗn độn thú thật tốt tiêu diệt toàn bộ một phen không chỉ là vì để cho bắc hoang thần châu tại chính mình sau khi rời đi có thể an toàn một chút càng quan trọng hơn là cố trường thanh còn muốn lại mượn cơ hội này lại nhiều ngưng tụ có chút lớn nói lĩnh vực đến ta hiện tại chỉ có 300 trọng đại đạo lĩnh vực, khoảng cách cấu trúc ra tam thập tam thiên nguyên linh đại trận còn kém tam thập trọng lĩnh vực. Tam thập tam thiên nguyên linh đại trận. Cái này chính là Cố Trường Thanh thôi diễn ra Nguyên Thủy Thiên Công Thiên thứ hai về sau, thu hoạch lớn nhất cũng là Nguyên Thủy Thiên Công Thiên thứ hai bên trong ghi lại vô thượng sát thuật. Một phương này đại trận, luận sát lực, tuy nhiên không bằng Nguyên Thủy sát trận, nhưng là phụ trợ hình trận pháp. Cái này nhất trọng trận pháp, không hề giống thường quy trận pháp như thế, lấy các loại thần liệu chế tạo cấm chế trận phù cấu trúc mà thành. Cũng không giống Chu Tiên sát trận, nguyên thủy sát trận như thế, cần tứ trọng sát kiếm đến làm làm trận cơ. Phương này đại trận trận nhãn, trận phù đều là lấy cố trường thanh đại đạo lĩnh vực diễn hóa mà thành. 330 trọng đại nói, diễn hóa tam thập tam thiên chân ý, cấu trúc mà ra phương này đại trận ra trì dưới, có thể để của ta chiến lực, tại nguyên có trên cơ sở, lại tăng vọt gấp trăm lần. Nguyên bản cố trường thanh chiến lực, là lật tay có thể chấn chuẩn tiên thất trọng viên mãn tồn tại lại tăng vọt gấp trăm lần cái kia chính là có thể chống lại chuẩn tiên cửu trọng thiên sơ kỳ nhân vật chuẩn tiên bát trọng viên mãn cường giả tới cũng sẽ bị hắn lật tay chấn diệt mà lại tam thập tam thiên nguyên linh đại trận gia trì còn không chỉ như thế tại phương này đại trận gia trì dưới cô trường thanh thúc dục thần thông cũng tốt bảo thuật cũng được liền xem như hỗn độn đạo thuật tiêu hao linh lực tinh khí đều sẽ trên diện rộng giảm bớt liền xem như thiêu đốt bản nguyên tinh huyết rất nhiều cấm thuật, khu động cần thiết bản nguyên tinh huyết cũng sẽ giảm bớt một nửa. Nếu có thể thôi động tam thập tam thiên nguyên linh đại trận, ta vốn là tiêu hao năm thành tinh huyết mới có thể thúc dục nguyên thủy sát trận, hiện tại chỉ dùng 25% tinh huyết liền có thể thôi động mà ra. Tương ứng, nguyên bản chỉ có thể chém ra một kiếm nguyên thủy sát trận, tại tam thập tam thiên nguyên linh đại trận ra trì dưới, lại có thể chém ra ba kiếm. Nguyên thủy sát trận, chính là cố trường thanh sát chiêu mạnh nhất đồng thời cùng trước đó chu tiên kiếm trận một dạng nguyên thủy sát trận uy thế cũng sẽ theo cố trường thanh thực lực tăng cường mà đồng bộ thuế biến nguyên bản cố trường thanh chỉ là thánh quân cảnh lúc thôi động nguyên thủy sát trận bất quá chỉ có thể uy hiếp được kim tiên cảnh tồn tại chém giết kim tiên nhất nhị trọng thiên nhân vật cũng đã là cực hạn nhưng bây giờ cố trường thanh bước vào vực chủ viên mãn lại thôi động nguyên thủy sát trận cũng là kim tiên thất trọng thiên nhân vật cũng giống vậy có thể mặt sát. Không chỉ có như thế, nguyên thủy sát trận hiện tại cấu trúc trận cơ tứ trọng sát kiếm, phẩm cấp đều vẫn chỉ là chúa tể cấp sát kiếm. Nhưng cố trường thanh thu nạp ngũ đại chuẩn tiên tài phú, tiên binh, đem dung nhập vào nguyên thủy sát kiếm bên trong, đem tăng lên tới chuẩn tiên binh tầng thứ sau. Lại cấu trúc đi ra nguyên thủy sát trận, một kiếm chi uy, còn đem lại lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó một kiếm chém ra, cho dù uy hiếp không được chân tiên, có thể diệt giết kim tiên cửu trọng nhân vật, lại là dư xài. ba kiếm liên tiếp chém ra lời nói liền xem như kim tiên cửu trọng viên mãn cường giả cố trường thanh cũng có thể xóa đi cố trường thanh nghĩ rất rõ ràng hắn lần này đánh vỡ thiên đạo cực hạn dẫn động vạn giới hiển thánh đại đạo chúc phúc dị tượng thu hoạch cố nhiên phong phú dày vô cùng nhưng cũng cho hắn đưa tới nhất định tai họa ngầm chư thiên vạn giới tiên giới các đại đạo thống có lẽ còn tạm thời chú ý không đến ta nhưng tây linh thần châu ngũ đại tiên môn Cùng ta đồng dạng thân tại Thiên Huyền Đại Lục, bọn hắn nhất định có thể cảm nhận được. Cái kia cuồn cuộn dị tượng thì xuất từ Thiên Huyền Đại Lục, xuất từ ta Bắc Hoang Thần Châu, hơi suy nghĩ, liền có thể liên tưởng đến trên người của ta. Cái này cũng mang ý nghĩa, Cố Trường Thanh lại đi hai đại thần châu, Thanh tẩy ngũ đại tiên môn lúc. Hắn chỗ phải đối mặt địch thủ uy hiếp, khả năng so Cố Trường Thanh nguyên bản dự đoán, còn muốn kinh khủng hơn, cường thịnh. Đây cũng là Cố Trường Thanh, quyết ý hỗn độn hải một hàng lại nhất trọng nguyên nhân nếu có thể lĩnh ngộ 330 trọng đại đạo lĩnh vực, cấu trúc ra tam thập tam thiên nguyên linh đại trận. Đến lúc đó, dù là tây linh thần châu, thật có kim tiên hàng thế, tam thập tam thiên nguyên linh đại trận ra trì dưới, ta cũng có thể chống lại, thậm chí đem, chết để chém chết. Đến mức nói, tây linh thần châu sẽ có hay không có kim tiên phía trên nhân vật đến. Cái kia cố trường thanh, cũng không lo lắng. Chư thiên pháp tắc, đại đạo quy củ. Kim tiên buông xuống, đều sẽ có chư thiên áp chế, đại đạo hạ xuống kiếp nạn. Chân tiên cảnh nhân vật, nếu dám buông xuống chư thiên, đừng nói đối cố trưởng thanh xuất thủ. Chỉ sợ hắn mới vừa tới đến trong chư thiên, liền sẽ bị ba nghìn đại đạo, lôi đình chân sát, không lưu một tia dấu vết. trầm ngâm sau đó, cố trưởng thanh không do dự nữa, tâm niệm nhất động, nguyên thủy thiên công chính là lại lần nữa thôi động, để hắn tốc độ bay tăng lên tới cực hạn. Cả người, hóa thành một đạo phi hồng, chính là hướng về hỗn độn hải phương hướng lao đi. Hỗn độn hải bên trong, theo Hỗn Độn Hải đại triều tịch phát động, giờ này ngày này Hỗn Độn Hải lại là đã tràn ngập rất nhiều hỗn độn hung thú. Những thứ này hỗn độn hung thú sinh ra tại hỗn độn bên trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Duy nhất đáng được ăn mừng là những thứ này hỗn độn hung thú cũng không có quá cao trí tuệ, chỉ có tu vi đến chúa tể cảnh trở lên hỗn độn hung thú mới có thể có chính mình đối lập độc lập năng lực suy tính. Đây cũng là Bắc Hoang Thần Châu, có thể kiên trì lâu như vậy lại nhất trọng nguyên nhân không có có trí tuệ hỗn độn hung thú liền như là một cái tay cầm lợi kiếm hài đồng tuy nhiên nguy hiểm nhưng nếu là cẩn thận ứng đối đem hắn giải quyết cũng không khó khăn mà đối với điểm này trải nghiệm sâu nhất liền là chiến thần học viện lão viện chủ cùng chân võ đạo tông tông chủ giờ phút này tại hỗn độn hải tới gần bắc hoang thần châu ước chừng trăm vạn dặm một chỗ hải vực bên trong nào đó một chỗ trên hải đảo hai vị đạo bào trung niên chính đứng sóng vai nếu để cho bắc hoang thần châu tu sĩ nhìn thấy hai vị này, chỉ sợ sẽ cảm thấy mình gặp quỷ. Bởi vì bọn hắn không là người khác, chính là tại Bắc Hoang Thần Châu rất nhiều tu sĩ trong mắt đã vẫn lạc tại hỗn độn hải hai đại vô thượng cường giả. Chiến thần viện chủ, chân võ tông chủ. Chỉ bất quá, hai vị này nguyên bản hang hái, tại Bắc Hoang Thần Châu tu sĩ trong suy nghĩ như là tiên thần giống như đỉnh thiên lập địa vô thượng cường giả. Giờ phút này bộ dáng nhưng đều là có chút chật vật. Trên thân đạo bào đã bị tổn hại không chịu nổi. Có nhiều chỗ, vết máu đều pha tạp. Hắn tình cảnh càng là có chút mạo hiểm. Bọn hắn chỗ hải đảo, giờ phút này bị trọn vẹn 10 vạn đầu hỗn độn thú bao vây lại. Thế mà, đối mặt cái kia 10 vạn hỗn độn thú, vô luận là chiến thần viện chủ, còn là chân võ tông chủ, lại cũng không thấy có mảy may ý sợ hãi. Nhìn về phía cái kia 10 vạn đầu hỗn độn thú trong mắt, thậm chí còn có nồng đậm ánh sáng hiện lên. Lại là tu luyện quân lương, đưa tới cửa à? Chân võ tông chủ cười ha ha một tiếng, đưa tay chính là diệt sát hơn 10 đầu hỗn độn thú. Mà chiến thần viện chủ cũng là khóe miệng ngậm lấy ý cười. Chúng ta phe này, tuy nói tàu ngộ không ít gặp trắc trở, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng to lớn. Cái gọi là phúc họa liền nhau, nói, sợ chính là cái đạo lý này.